mấy tay kia rồi còn rất dài dài nữa. Dạ. Tôi đâu có hay, không ra không hay. Đó cho nên bây giờ cái ông thẻ số tư, ông thẻ số tư này ở ngay tại cái điện của Bắc Vật Lan. Là cái thẻ đó là cái thẻ trung ương. Dạ. Mà cái thẻ đó mà ông đi xuống tới cái thẻ đó là cái người có duyên là mới đi xuống. À bị kẹt hoài ha. À, xuống đó mới được chứ ông không có duyên là ông không bao giờ ông đi xuống đó được. Dạ. Đó. Cho nên là cái ông thẻ số 5 đó mà ít có người biết lắm. Không ai biết hết trơn. Thì bây giờ tôi nói qua cái hội Long Văn này nè. Mà tại sao Đức Thầy ông nói sau này lập hội Long Văn ở tại nhà bàn, rồi hội là Long Hoa cũng ở cái Thới Sơn, mà kêu gọi là Tầm Sơn mà ông lắp lại là Thới Sơn. Dạ. Cũng ở tại đó. Là hội cái hội Long Văn cũng ở nhà bàn. Dạ. Hội Liên Hoa cũng ở nhà bàn. Dạ. Thấy không? Còn cái chỗ ông ba đó tôi cho ông biết, cái chỗ đó là cái chỗ trường của quốc tế, chỗ phu thờ ông ba giờ đó ha. Ồ, cái tôi nói là ông, tôi nói là cái chỗ mà Dinh Đức Cố. Dạ. Sau này chỗ đó là bành trướng, cái chỗ đó lại kể như chùa chiền của đất Phật. Dạ. Đức Cố xin sang cái đó luôn. Đức Cố Kinh Hoa hay là ngoài biết thôi. À, còn số 5. Năm đó ha. Đó cho nên chỗ đó sau này là đất Phật người ta các nước ở đâu cũng dùng, gì đó là chỗ đó bành trướng luôn. Dạ bây giờ xây dựng dữ lắm. À, đó là, nói đó là sau đó là cái cửa khẩu đó. Dạ. Cửa khẩu nước ngoài từ ở Hà Tiên mà đi thẳng gì đó, sau này còn múc cái con kinh đó, là sau này trời Phật định múc con kinh đó từ ở dưới Hà Tiên dưới mà tổ về tới chỗ Đắc Linh. Cầu số 5 luôn. Cầu số 5 đó. Dạ. Đó, bởi cho nên Đức Thầy ổng có nhắc cho chúng ta biết, và cái Thầy Trẻ An cũng nói là ba thê thì chiếu diệu hào quang, kho bạc kho vàng ở trọng thiếu chi, tu hành thì phải chịu hàng di, ngày sau phát huệ lưu ly mới báo màu, núi tô núi tượng đâu đâu cũng hộ về tại núi ông. Gian tà thì mạng vong, nhân đức thì bể rồng xia sang, ác nhân thì thay chết chặt đường. Núi tượng cảnh Phật tại làng Tòng Sơn bích nhau, thầy cho biết là thầy bích nha. Dạ. Trên núi tượng và trở về ở nhà bàn có chỗ nào Tòng Sơn không? Đức Thầy giấu, Đức Thầy nói lập hội ở tại làng Tòng Sơn, mà Tòng Sơn đâu có, Tòng Sơn ở dưới, Tòng Sơn ở dưới chứ chùa thầy ở dưới trên, ở dưới cái tàu. Bởi cho nên chỗ đó là gọi là Thới Sơn. Mà yeah. Thầy mở ra cái thầy bích là liền. À. Cho mình cái người du di ở trên cho mình biết. Rồi cái lập hội nhà bàn. Hội Long Văn. Mà hội Long Văn đó là hội ai? Để làm gì? Mà ở đâu? Mà thầy có về hay không? Ha. Yeah. Bởi hồi đến khi mà lập hội Long Văn này đó thì chưa có tới mà tới hội Long là Trường An trước, mà Trường An đó là gì, là của ông ba. Thấy không, Trường An là Chiêu An, Chiêu An để chiêu binh mã để mà phò vua giúp nước. Chiêu An lộ lỡ đó mà. À, đó nó thì bây giờ tôi kể tới nè, bởi tại sao hồi trước đó, Đức Thầy mới trồng một hàng dừa dưới sông đó, để khi Đức Thầy, ông Út, ông mới hỏi Đức Thầy, thầy à, cậu Tư à, bây giờ ông á, ông trồng cái hàng dừa này để làm gì cậu Tư? Ông nói, ông không biết, tôi trồng cái hàng dừa này nè, để đến khi sau ngày hội Trường An đó, tôi về. Tôi về rồi những cái người dung sư phản đạo. Dung sư phản đạo. Rồi sẽ đập đầu, tức đầu và đập đầu với nó chết. Bởi cho nên trong cái lời của Đức Thầy mới nói, đạo si di mới thấy kẻ thật lòng, lúc vắng thầy mới thấy đạo đồng, ai thật trí ai người trung trí đạo. Bởi cho thầy cho biết rằng ông vắng một thời gian, rồi ông trở về mới biết cái người nào
trung thành với đạo, hai người nào giả dối phản đạo. Rồi Đức Thầy còn nói thêm nữa đó, khi tôi trở về đây đó nha ông, còn kể qua cái vụ hàng sao nữa. Hàng sao đó thì ông Đức Thầy ông ra ông trồng hàng sao nó ngay gan như mực đó. Rồi Út cũng hỏi nữa, hỏi cậu Tư, ông trồng cái hàng sao này để làm cái gì cậu Tư? Ông nói ông không biết, để tôi kể cho ông nghe. Đến sau này đó, sau này đó cho ông biết, sau này nước lũ nó dâng lên tới chán ba cái đọt sao đó đó ông à. Cho ông biết gì đó. Đó. Rồi đến khi mà lập hội trường của ông ba rồi xong rồi đó, thì các nước đâu cũng đều tới. Rồi các ở trong cái đất nước Việt Nam mình ai cũng tới, không có đò ghe nào mà đưa cho hết được hết. Không có đưa chỗ nào mà rước cho hết. Thì trong cái người đời người ta nói á, sau này con số thần á, nó nổi lên, cái lưng thì đưa lên trên á, ông nào á, thì có phước á, thì đi được trên lưng, ông nào vô phước thì xuống hỏng, xuống người nào búp cũng nổ hết đấy, còn trên lưng thì còn sống. Mà cái đó thì nói ở ngoài Vũ Tích không có. Cái đó người đời đặt thêm, chứ không có, không có vô gì cho biết cái vụ đó. Nó cho nên là cái câu đó, đó rồi cái người đời nó đặt vô, chứ không phải là cái lời của thầy hay là của trong cái là gốc Bửu Sơn Kỳ Hương đó. Rồi bây giờ tôi nhắc tới nữa, như vậy là lúc đó Đức Thầy mới trở về, mà nói trở về mà trở về đâu ở, cho nên Đức Thầy sau này trở về Gia Trung. Gia Trung là gia là đình, chúng là tại nhà của Đức ông tổ đường. Rồi Đức Thầy mới nhắc lại, ta trở về Gia Trung ai người hiền đức bóng tùng thầy mới phủ che. Bóng tùng thầy mới phủ che, cái người không tu không hiền thì bà thầy không có che được. Nó cho nên là ông biểu mình ráng tu, ráng tu đi, rồi cái bóng tùng thầy về thầy che cho. Rồi ổng mua lưu, ổng kêu ra chở lưu lại để hàng hàng lớp lớp vô một hàng. Đức ông hỏi nữa, ông cậu Út hỏi mà ông cậu Tư, ông mua lưu ông đem về ông để đi làm gì cậu Tư? Ông nói ệ ông không biết, sau này cái thời mạt pháp này đó, căn bệnh nó hành tất cả những cái hiện dân chúng ở đều trong cái đất nước Việt Nam mình đau, không có thể tưởng tượng đủ chứng bệnh gì kỳ khó kể, không có thể ai mà trị được hết. Cho nên ổng mua cái mấy cái lưu này ổng đặt để sẵn đó, sau khi mà thầy trở về đó mà cái người bệnh có cơ duyên thì thầy chỉ thầy múc gì thầy trát thôi, ai có duyên thì chúng, không có duyên thì không có chúng. Không hết bệnh. Trúng thì hết bệnh, mà không trúng thì không hết bệnh. Đó bởi cho nên là cái lưu đó hiện bây giờ cũng còn, mà số ít mà cũng bể lần lần đâu thấy còn. Đổi mới. Đó. Đổi mới y vậy. Rồi qua cái điều đó nữa, rồi Đức Thầy nói tại sao Giàm Mặt Dưng sao lại khó đi. Cái Giàm Mặt Dưng mình nghe. Tại sao Đức Thầy nói Giàm Mặt Dưng lại sao khó đi, Mặt Dưng sao lại vắng bóng từ bi? Có nghĩa là sao mà Đức Thầy ông nói như vậy quý vị? Bởi vì Đức Thầy biết rằng nó sau này đó, ông cho biết về trên cái Phật Thầy Tây An á, ông nói sau này á, các cái người ở thế gian này đến ngày là hội là người đó, thai hồn đổi xác hết, mà đến sau khi cái Giàm Mặt Dưng này đó thì giao cho Cao Đài Giáo. Bây giờ các năm nay là 6 năm rồi, đã hoàn thành trên cái sự cái Cao Đài Giáo cắt cái điện thất này kia tất cả là 6 năm rồi. Ở Dầm Mau hay không? Không, ở Mặt Dưng. Giàm Mặt Dưng. Cái thanh thất Cao Đài. Thanh thất Cao Đài đó. Bởi cho nên ông nói là Giàm Mặt Dưng sẽ vắng bóng từ bi. Giàm Mặt Dưng sẽ vắng bóng từ bi. Đó là cái đường Giàm Mặt Dưng mà vô tới ông thẻ số 1 là cái Vĩnh Hanh. Đó cho nên sau khi đó Đức Thầy ổng cũng có cho mình biết.
đó, ông nói bây giờ cái dòm mà kiên sau này ông Nguyễn Trung Trực tái thế, hai hồn đổ xác về giữ cái đồn số 1 là ở Vĩnh Hanh. Từ Vĩnh Hanh này đi đến tới láng cục đá ông Tà, ông biết cục đá ông Tà không? Không biết. Số 10 đi vô. Mà hồi đó giờ không ai biết cái cục đá ông Tà, mà nói về cái láng ông Tà thôi chứ không có nói là cục đá ông Tà. Mà trên bề trên ông nói là về tới láng ông Tà. Bởi sau khi này Nguyễn Trung Trực về rồi đó, ông cai quản từ chỗ Vĩnh Hanh, Vĩnh Hanh vô tới cái láng ông Tà, đến đá cục đá ông Tà chứ không phải láng đá ông Tà. Đó cho nên rồi từ cái chỗ cái cửa thứ hai, cái cửa thứ hai này là ông Ba Thới, đến khi mà lập hội Trường An xong rồi đó thì ông Ba Thới vô làm xã trưởng, từ cầu chữ X là vô An Thịnh Trung, thấy không, Vĩnh Trung, đó là ông Ba làm xã trưởng, ông cậu Hai Nhu là thơ ký. Chấm điểm để chờ thầy về trở lại lập trường hội Trường An đó. Đặng mà ông cậu Hai này giao cái sơ đồ để cho đức thầy. Mà từ cái ông Ba này với cậu Hai này giữ từ chỗ cái Vĩnh Trung mà vô tới Vĩnh Tế. Là hai chữ Vĩnh rồi phải không? Vĩnh Tế là ba. Ông thẻ số 3. Số 3. Bây giờ tới Vĩnh Gia. Vĩnh Gia là ông thẻ số 4. Đó. Mà Vĩnh Gia là số 4 là ông cố quản từ Vĩnh Tế vô tới Vĩnh Gia, vô xuống cả là Dịch Giá của Kiên Giang. Đó là cái cửa hậu Kiên Giang, là cửa hậu số 4. Ngoài này là chữ X, là cầu chữ X là Vĩnh Trung, đó là cửa khẩu thứ nhất. Cửa hậu thì ông Ba, rồi ông cố quản. Ông cố quản coi từ chỗ là cung giữa thì ông Ba Thới, cung giữa ông Ba Thới. Còn phía bên này thì có ông Nguyễn Trung Trực. Đó. Đêm phía nằm gác tay lên đầu, nhớ chi mà chuyện ấy khổ rầu cho thân. Sau này như chim xa cành, cá xa cội, nhớ lành khổ đau. Tức là nói mau phải tránh cho mau, để sao mà khổ khóc than không lành. Ráng về tu niệm sao cho trung thành, trung với đạo mà thành với văn, đó là mới đường tu. Cho nên ta ở đâu, mặc dầu ta ở đâu, lòng ta tưởng Phật thì Phật độ cho ta liền. Mặc dầu ta ở nơi đâu, ta chí tâm niệm Phật thì Phật độ ta liền. Còn cái này đem ra làm đặt danh mà nó nằm không có trong cái góc Bửu Sơn Kỳ Hương, chứ không có chữ Vĩnh. Nó không có chữ Vĩnh, bị gì nó lọt ngoài cái bưu tích rồi, đâu có cái chữ Vĩnh này. Mấy tay kia rồi còn rớt dài nữa. Tôi đâu có hay. Không hay. Đó cho nên bây giờ cái ông thẻ số 4, ông thẻ số 4 này ở ngay tại cái điện của Bắc Vật Lan. Là cái thẻ đó là cái thẻ trung ương. Mà cái thẻ đó mà ông đi xuống tới cái thẻ đó là cái người có duyên là mới đi xuống. Bị kẹt qua ha. Xuống đó mới được, chứ ông không có duyên là ông không bao giờ ông đi xuống đó được. Đó. Cho nên là cái ông thẻ số 5 đó mà ít có người biết lắm. Không ai biết hết trơn. Thì bây giờ tôi nói qua cái hội Long Văn này nè. Mà tại sao Đức Thầy ông nói sau này lập hội Long Văn ở tại Nhà Bàn, rồi hội là Long Hoa cũng ở cái Thới Sơn, mà kêu gọi là Tầm Sơn mà ông lắp lại là Thới Sơn. Cũng ở tại đó. Là hội Long Văn cũng ở Nhà Bàn. Hội Liên Hoa cũng ở Nhà Bàn. Thấy không? Còn cái chỗ ông Ba đó, tôi cho ông biết, cái chỗ đó là cái chỗ trường của quốc tế, chỗ phụ thờ ông Ba giờ đó ha. Tôi nói là cái chỗ mà Dinh Đức Cố. Sau này chỗ đó là bành trướng, cái chỗ đó là kể như chùa chiền của đất Phật. Đức Cố xin sang cho đó luôn. Đức Cố kinh Hoa hay là ngoại biết thôi. Số năm đó ha. Đó cho nên chỗ đó sau này là đất Phật người ta các nước ở đâu cũng dùng, gì đó là chỗ đó bành trướng luôn. Bây giờ xây dựng dữ lắm.
À, đó. Dạ, là đó là sau đó là cái cửa khẩu đó. Dạ. Cửa khẩu nước ngoài từ ở Hà Tiên mà đi thẳng gì đó. Sau này còn múc cái con kinh đó, là sau này trời Phật định múc con kinh đó từ ở dưới Hà Tiên dưới mặt tổ về tới chỗ Đắc Linh. Cầu số 5 luôn. Cầu số 5 đó. Dạ. Là con kinh đó tàu quốc tế chạy vô tới bên này luôn đó. Ghê nói rùi tới lá tà. Nói rùi tới lá tà. Dạ. Rồi nói qua về bên cái phần của ông ba. Bởi hồi trước đó, của ông Đức Cứu Quảng. Dạ. Hồi lúc mà ngài ra đi đó, thì bà cố nói giờ ông có đi đâu thì tôi đi theo đó. Thì ông nói không được bà, cái người thuật ngữ mà bây giờ đi theo tôi về cái chiến tranh thì trên cái chỗ đừng bà có theo, rất rối khó lắm. Cho thôi bà ở nhà bà lo đi, bà lo cho đạo, lo cho đời, còn tôi thì tôi lo cho nước non. Cho nước non đó. Mà nói gì nói bà cũng đi theo, mà đi theo cái lên tới cái dồ bướm á, dồ bướm chỗ cái chùa Phật lớn đi lợi đó. Dạ dạ, đi đó. Làm cấp treo đó. Ờ, đó lợi đó đó, ổng lên đó, ổng ở ổng trụ đó, thì bà cũng theo đó, mà ở đó thì giữ heo rừng phá đồ cọp rồi xuống nó phá dữ lắm, cho nên ông cố cũng ở giữ đó được 6 tháng rồi. Lúc đó bà cố đi mà không biết cách sao, bà cố bà trở về, mà bà trở về là còn ông cố thì ông dẫn binh đi luôn lên Trà Lơn đó, dẫn binh đi lên Trà Lơn chảnh đó. Rồi tới Đức Thầy ông mới là sau này Đức Thầy mới dẫn Đức ông đi lên, là để lên trển mà gặp ông cố với là ông Nguyễn Trung Trực. Yeah. Đó thì Đức Thầy dẫn đi đó. Thì lên tới Trà Lơn đó, thì lúc đó đó Đức Thầy biểu ông Đức ông á, thôi ông sửa soạn mặc áo dài vô đang làm lễ. Rồi cái Đức ông mới hỏi cậu Tư làm lễ ai, ông nói ông lại ông hỏi ông á, vì sao ông không hỏi, ông hỏi tôi. Nó thì lúc đó ông cả ông mới lại ông hỏi ông là ai, rồi tôi không biết, tôi hỏi ông là tên gì, ai ở đâu. Ông nói tôi là ông Nguyễn Trung Trực. Đó thì lúc đó ông mới biết rồi. Dạ. Đó rồi đi nữa, đi một khúc ở Trà Lớn nữa thì mới gặp cái chỗ thờ đó, thì ông lại thì quá hiện ra thì gặp ông cố. Yeah. Ông mà cố quản ông cố. Yeah. Đó. Thì Đức Thầy biểu thôi sửa soạn mặc đồ vô đặng mà lại làm lễ. Ông hỏi nữa, ông hỏi gì? Ông mới làm lễ ông này lại làm lễ ông kia nữa, ông đó ông nào nữa. Yeah. Thì Đức Thầy mới nói ông cứ hỏi hoài, ông không lại hỏi, ông cứ hỏi tu hoài là sao. Yeah. Ông lại hỏi ông có ông đó ông nào đó, thì Đức cố mới trả lời tôi là Đức Cứu Quảng. Yeah. À, cho nên lúc đó đi rồi Đức Thầy mới biểu thôi bây giờ tôi đi với ông, mà bây giờ ông có đói không. Ông nói tôi đói quá. Bây giờ biểu Đức Thầy á, thôi ông lại đây tôi múc nước cho ông uống bụm với cái suối nước á, bụm. Yeah. Đưa uống có mấy hớp mà ông no nóc, ông không đói. Yeah. À, ông không có đói. Rồi cái tối ngủ đó, ngủ ông lạnh quá, xương lạnh rung rung, cái Đức Thầy mới ngồi ông lăn ngang để dò ngang qua cái bụng của Đức ông. Ừ. Hỏi còn lạnh không ông cả, ông nói ấm hiểm hết lạnh rồi. À. Hết lạnh rồi đó. Thì lúc đó ông đi quá trời mòn mỏi rồi, thì lúc đó ông nói không được, thôi bây giờ đi về chứ không ở được, đi hết nổi rồi. Ừ. Đi quá trời đi rồi. Rồi đi hết nổi rồi, ông nói không được, ráng đi, ráng 2 ngày nữa hả. Đi 2 ngày nữa là ông về giải căn giải quả nó hết rồi. Ông nói không nổi, đi về, giờ xuống dưới đất liền, là muốn giải căn gì đó, giải bao nhiêu đấy. Đi về tìm thằng sao ông đá, cái cục đá ngay cái ngó cái này nè, nó chạy chút đi. Mà về nó sưng, nó nhức nhối, ông rên, ông lao quá trời, mà ông Út lại kêu, cụ tư ông đau ông nhất quá, nhờ cậu lại cụ giải cho ông thấy cũng đau quá. Ông nói không được, đó tôi biểu ông đi có thêm có 2 ngày nữa là nó hết quả hết căng ông rồi.
mà bây giờ ông không chịu đi rồi bây giờ biểu tôi giải sao được mà giải. Thôi để đúng ngày đúng tháng rồi tôi giải cho ông. Đó, thì tới cùng đó là ông mới là nằm như vậy là hai tháng trời như vậy đó. Mới bằng đầu ít trời ngại nhiều chiếc rồi nằm luôn hai tháng trời. Rồi đức thầy lại một đi nước phun cái phèo thì sao ông hết luôn rồi từ đó là ông tin. Rồi tới vụ con heo nữa đó, thì lúc đó xuống với đình chỗ thầy với này đó, cái đình chỗ gần chùa thầy đó đình kêu đình gì đình gần chợ đình à, gần chợ đình rồi kêu chợ đình đó thì các cái văn hậu tề đó thì có đức ông đi xuống nữa. Đình hồi xưa đình Hòa Hảo, đình Hòa Hảo. Đó rồi ở trên ban tổ chức cái này mới làm con heo. Mới là cắt thịt mới về biếu cho đức thầy. Rồi về biểu bà cả đó nấu thịt này cho đức thầy ăn. Đức thầy đó cũng còn ăn mặn. Đó thì lúc đó đó rồi mấy ông cả ông mới về là đức ông mới về rồi kêu đức ông ra. Đức thầy, đức thầy kêu đức ông. Đức thầy kêu đức ông ra, ông cả à. Ăn cái đồ hố lộ tôi không có ăn. Tại sao cái đem vô đình mà bắt con heo sống mà đứng đó kẻ lại người quỳ. Thì ông thấy làm có đó đúng không cả? Thì ông đức ông nói bây giờ hồi tích xưa giờ làm sao thì phải làm gì chứ giờ biết sao giờ. Thôi bây giờ ông nghe tôi đi, đây sắp tới đừng có sát sanh nữa, bây giờ trong cái đình đó phải cúng thương mới được. Đó. Còn thịt này kia bà cả đó, bà ra bà chợ bà mua bà về làm tôi ăn chứ trong đình tôi không ăn khô lộ của mấy ông đâu. Thôi ông nghe lời tôi đây, tới ông cúng thương đi đó. Bởi cái đình khác đình giờ chỉ có cái đình Hòa Hảo là cúng thương thôi chứ không có đình nào mà cúng thương hết. Cúng từ hồi ngày đức thầy ra đời năm 1939 tới bây giờ. Đình nào vậy cũng cúng mặn cúng thương không à, có đình đó. Có đình đó là đặc chi là không cúng đó. Cho nên là cái chỗ đức thầy ra đi rồi đức thầy là đem cái lời chỉ cho chúng ta. Bởi vì ông nói ráng tu sao cho đạt ngũ hương hơi gương trí huệ ma dương hải hùng. Bởi con người tu mà cho quỷ khiếp thần khâm tâm phát bồ đề diễn dắt, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, nhớ câu đại lực đại hùng, thắng thất tình giữ vẹn độ chung, trừ lục dục đừng cho ô nhiễm. Còn lục dục còn ô nhiễm là chết liền đó nha bạn. Ô nhiễm gì mình mê đắm đó, lục dục thì mình lục thức lục căng lục trần thì nó dẫn mình đi hoài, nó vào năm cái quẩn đó, năm cái quẩn là ông không có đọc chữ đó, thì bây giờ để tôi nhắc lại bây giờ tôi nhắc lại từ cái chỗ tam thân, từ cái chỗ tam thân tứ đại rồi tới tứ tượng mới tới tứ đại rồi mới tới ngũ quẩn tới lục căn lục thức lục trần. Thì bây giờ tôi nhắc lại mái thiền rộng thẳm vô phân, tri âm lãnh ngộ mà thấy gần chẳng xa, lướt phong ba mấy người chí cả, khỏi ái hà là qua triền thiên, tai nghe mắt thấy nhìn đường, cách nhau có một vách mà nên thánh phạm. Một vách đó, một vách gì? Vách gì đấy? Vách không ô nhiễm. Không phải, vách màng vô minh che mờ thiện tánh, thiếu giáo dục thiếu thêm cả đức hạnh, ta quyết tình nhắc lại tánh xưa. Đức thầy nhắc lại chỉ cho mình biết cái gánh thiện của trời dành, mà mình xuống trần đây mình quên. Đức thầy nhắc lại để cho mình nhớ lại cái nguồn cội gốc tổ tiên của mình, con rồng cháu lạc, để mà tìm con đường về cùng cha với mẹ mà hưởng thời cái thân. Tu thì phải ráng quy căn, làm điều chân chánh có thần độ cho. Tu thì đừng có cần lo, lo làm sao cho dân chúng no cơm ấm áo là lo cho mình. Lo đừng có sợ khổ cực hình, lo làm sao cho chúng dân được trung tình với ta. Tu đừng có cần cái chỗ xa qua, đem lời hiền hậu thiết ra mà giáo truyền. Tu thì phải tu hiền tu thảo vậy thì cho xong, tu cầu cứu giấc tổ tông
cứu hồn cha mẹ mà tổ tông bãi đời, tu đền ở thế cho rồi ngày sau mới được đứng ngồi tòa sen. Tu thì phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch cho em ăn nghèo. Tu thì phải lựa cho phải cột phải kèo, phải dai phải dế mà theo kẻ lầm. Đức thầy chỉ mình từ mối hết để từ mối hết. Bây giờ ông nói về cái nghiệp cơ duyên của mình nè, tình chồng nghĩa vợ nè, nó khó gỡ dữ lắm. Bởi cho nên ông nói đành rằng nửa thế giả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm Di Đà cho tan chướng nghiệp, hiền từ thầy mới được lợi năng bọc. Chỉ có chữ hiền thôi à, mà cái chữ hiền này mới được vào trong cái khuôn khổ. Còn cái nạn vô cửa như vậy đệ, vô cửa mà cái bốn chữ kỳ hương này mà giải không được đó là vô không có được như vậy. Bốn chữ kỳ hương đây rồi. Nghe hôm trước hôm nay YouTube cũng có ông Sáu nữa, bên Hòa Hảo cháu Đức Thầy kể cái vấn đề Bửu Sơn kỳ hương. Mà đó giờ cũng nghe anh em kể. Nhưng mà cái vấn đề vô cái cửa nào mà ông hồi nãy kể, ông Ba Thới, ông Nguyễn Trung Cực, ông Đức Cô Quảng, là ông nào xét cửa bốn chữ kỳ hương đó thì bốn chữ kỳ hương này là chính là ông cậu Hai Nhu nuôi xét ha. Cậu Hai Nhu là ghi công chấm điểm theo thầy hội lập Lâm An, hội Trường An, rồi thầy trở về giao cái sớ này cho thầy. Rồi thầy vắng mặt thời gian nữa, đi nữa chứ không có còn ở đây nữa. Đó là cậu Hai Nhu. Ông chấm công chấm điểm coi người nào mà giải được cái chữ Bửu Sơn kỳ hương. Mà trong cái Bửu Sơn kỳ hương Đức Thầy có chỉ Bửu Châu công luyện chúng non thần kỳ quá chờ nơi thiên nhất Bửu định. Châu công luyện chúng non thần sơn thủy môn văn bảo giác văn kỳ quá chờ nơi thiên nhất định hương nồng dành thưởng cho cái kẻ tròn ăn. Thì cái chữ Bửu này là ai ông nhận coi? Bửu hiệu Phật Dương hả? Bửu thì cái chữ Phật Dương, mà Phật Dương đó chính là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài. Ở cho nên Đức Thầy mới lãnh lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni mà đi giáo truyền. Đó là cái chữ Bửu. Tới chữ Sơn. Sơn này ai? Sơn này là Đức Phật Thầy Trai An tái thế. Tái thế là ông Phật sống ở giữa thế gian. Đó là tái thế. Rồi bây giờ tới hai ông Tớ. Thì ông Tớ này chính là thầy thì Huệ Lưu, Huệ Lưu Tớ thì Huệ Tâm. Huệ Tâm đó, cho nên á, Huệ Lưu là thầy, Tớ thì Huệ Tâm. Ba ông này ở thế gian, Phật Thầy Tây An ở tại thế. Là ông Phật sống. Hai ông Tớ đó thì hai ông đã tái thế. Như Đức Bổn Sư, rồi ông là Phật Trùm, bốn sư Đức Phật Thầy Tây An, và ba ông lãnh lệnh thêm ông nữa là Đức Phật Tổ Như Lai đi giáo truyền. Đó là lãnh lệnh của Đức Phật Tổ Như Lai. Là cái lấy cái chữ Bửu là cái đó là được cái lệnh trên, cho nên Đức Phật Thầy Tây An từng đi giáo. Rồi nói qua tới vụ con trâu nữa. Tại sao hồi đó tới con sáu thần rồi tới con trâu? Châu chấm, châu xét đó ha. Châu sấm, châu xét. Giờ nói tới con sáu thần. Sáu năm lỗ mũi đỏ mà năm móng chân. Hồi đó đó, ông là Đình Tây đó, thì nội trong cái là trong cái 12 ông đạo này đó, thì ông Đình Tây là ông một người là giỏi nhất. Ông đi vô rừng hay đi tới đâu, ông gặp cọp gì ông cũng không có sợ đó. Cho nên chuyến đó ổng mới đi vô trong cái khu rừng đó đó. Ổng đi mà cũng cái lệnh trên đi hay sao không biết chứ. Mà cái đó là ổng đi chứ Phật Thầy không có đi. Biểu đi. Đó thì ổng đi vô đó ổng cũng như là ổng đi là ổng quải cái dao mà ổng cầm đi chơi cho biết cảnh. Nhưng mà ở chỗ đó thì khu vực đó rừng không à. Mà lúc vô lăng linh. Không, ở trong Thớ Sơn vậy mà. Ở trại ruộng. Đó thì lúc đó là ổng mới đi vô trong khu rừng cũng gần đó chứ cũng không có xa. Đó thì ổng đi vô tới đó sao rồi gặp cái mẹ Đừng Bà đó là vợ của ông Sinh đó. Nó chuyển bụng mà đau bụng mà không dòm lại là không thấy chồng con đó. Ổng mới chặt cây và y ổng đem theo cái dao nữa. Cái rựa đó. Đó thì ổng chặt cây ấy rồi ổng lót làm giường làm mộng sẵn hết trơn cái vợ.
lên chuyển bụng lên ổng sanh luôn. Dạ. Ổng sanh cho vợ của ông sinh đàng hoàng hết trơn rồi, cái thì ông chồng mới về mới xách một giọng rắn với con rùa này kia cho một giọng đó. Thì lúc đó thì ông Đình Tây ông mới nói là để biết không, nhà vợ đau bụng chuyển bụng rồi sanh không có ai, tôi đã sanh rồi con mà mẹ tròn con vuông. Rồi cái ông kia ông nói trời ơi vậy tôi mang ơn ông quá, sao ông để cái trọng xuống ông lại ông dở lên, ông dở lên ông coi mà trong đó ông thấy cái con gì mà lỗ mũi đỏ mà tới ông bóc lên gì là năm cái giò, năm cái giò năm móng, cái móng giò năm móng. Và lúc đó thì lớn cả cái à chứ không phải lớn, cái ông thấy nó đẹp quá ông ấy không cho tôi xin cái này con này. Cái về mà ông không biết con gì mà lên nó nói với thầy, thầy ơi cái con này cái con gì đó mà nó đẹp quá, tôi gặp cũng xin nó đem về đây là thầy. Ông nói chết rồi, vậy là chết rồi, con này đó nó sau này nó khổ cho dân đủ cách khổ hết trơn mà chứ ông không nói gì nữa. Thôi bây giờ ông nói vậy, thầy nói vậy là con nên thả. Ông nói đâu được, không có thả được, bây giờ lỡ bác đem về đây phải đào cái hầm, đào cái hầm con là đem nó giữ làm sao đừng cho nó thoát ra ngoài nha. Vậy mà đem làm cái hầm về nuôi được 5 năm thì lúc đó ông cũng bự rồi. Bự thì lúc đó mới ông ấy năm nước lục đó mới xúc chuồng đi, nó xúc chuồng nó đi xuống tới chợ Voi. Xuống dưới dòng gỡ mùa nước mà không có đê bao đó, nước lên lĩnh bỉnh là ta cắt chuồng nuôi heo, rồi ta cắt chuồng ta nuôi gà nó vịt, rồi nó phóng lên nó ăn hết trơn hết trọi, rồi trống người ta chạy nó báo cáo. Rồi lúc đó đó rồi ông Đình Tây này ông già ông đâu có kêu bắt được, đâu có kêu gì được. Lúc đó Đức Thầy mới ra, Phật Thầy mới ra, ông nói thôi nghe lệnh người ta đi về mà lo tu đó. Thì lúc đó đó ổng cũng chưa có về nữa. Rồi lúc đó sau này ổng mới làm cái một sợi dây mung á, rồi với lưỡi một cái lưỡi câu với cái mà cây đao. Đó bây giờ ra kêu nó về mà nếu không về đó thì bỏ cái lưỡi câu này xuống câu nó bắt đó. Hay nó có làm dữ quá thì cây đao này kéo nó về. Chứ bây giờ kêu nó không về thì ổng làm cây đao rồi, thì ông Đình Tây đi ra đó thì ổng nói thôi nghe lời thầy gì thì tổng mà tôi làm cái chỗ đàng hoàng tôi thờ ông cúng ông này mở cho yên ổn cho dân chúng đó. Thời gian đó Đức Thầy Phật Thầy Tây An ổng mắc tịch rồi đó, thì lúc đó thì con sấu này nó đi bắt tiêu nữa. Lúc đó hết biết đường kiếm luôn. Thì lúc đó đó là cái thằng Pháp nó vô tại đất nước Việt Nam mình, nó đánh lấy các chỗ hết, không còn cái chỗ nào mà nó không chiếm hết, mà còn cái chỗ Láng Linh là của ông ba, của ông cố. Tại vì tại sao nó vô nó đánh không được chỗ đó, là người ta bước xuống là lúc không biết mấy xuống mấy thước nữa. Mà mỗi lần nó chạy vô đó nó chạy bằng thiền bay không. Chứ đâu phải là nó đi cái gì được, mà vô đó thiền bay đâu được lên luôn. Nó vô tới lú vô cái dạm đó rồi á thì bắt đầu ổng ở dưới ổng nổi cái nguyên một cái bãi cùng cũng đi gác không nổi lên cái bãi thì chạy dướng nó mắc kẹt xúp nhau đẩy ra, thằng nào đẩy muốn chết đẩy không được, cho nên nó cách này cách kia nó làm hoài nó đánh không được ông ba. Cho nên sau này đó là nó rút nó về mới yên ổn ông ba mới giữ được cái vùng Láng Linh thôi. Đó là nó làm hết trơn rồi. Đó cho nên cũng nhờ cái con xấu thần này mà từ hồi lúc Đức Phật Thầy Tây An mà ông tịch rồi đó thì ông theo ông ba ông Cứu Quảng theo để trở về mà hộ thiếp cho ông Cứu Quảng để giữ cái khu của đất Phật. Đó, mà nhờ con xấu thần đó rồi đến khi xong cái vụ đó yên tĩnh rồi thì ông lặn cái một nước mắt tiêu luôn tới bây giờ. À, cho nên mấy ông nói sau này á, đến hội Trường An ổng về ông Trần á, làm hai cái lỗ, một cái ở dưới một cái ở trên, cái miệng ông thì có phước đi trên ông dưới. Dưới không có phước đi lọt chứ ổng bực hết trời. Đó thì cái mẫu chuyện này nó như vậy đó.
mà anh Tám có nghe là vấn đề những nãy giờ kể những quyền bí gì đó dạ. Nhưng mà Đức Thầy với ông Út tâm sự có những lúc nào mà vấn đề là chừng nào là thầy về không? Thầy có nói với ông Út là chừng nào tôi về không? Thế giới làm sao là đất nước là làm sao mà tôi sẽ về? Thì trên cái lời của ông Út hỏi thì thầy không có nói qua cái vụ đó. Thì thầy nói trong cái lời dẫn của thầy, ông nói ta đi sang qua Bắc thì dạ, thế nào ít lâu ta cũng phải về. Thì Đức Thầy ông nói ông về thôi chứ không biết chừng nào mà nói. Chứ không có chỗ nào mà nói, chỉ định là cái năm nào ta về. Mà ông nhắc lại cái câu này, ông nói bước qua năm mùi bá tánh biết thân. Từng gặp tuổi mùi, gặp tuổi mùi. Nói cái năm mùi chứ không có nói là cái tuổi mùi đó bá tánh biết thân. Trường hợp tuổi mùi bá tánh biết thân đó, thì đó là ông thế nào cái năm mùi này ông về nè. Năm mùi này nè mà ông về ông cứu chúng sanh nè, ông vớt chúng sanh nè, trong khi bệnh hoạn tất cả nhân dân gì nó đủ thứ hết trơn, cho nên ông về ông cứu vớt chúng sanh. Người nào người nào có bệnh ông có duyên thì ông trị hết, cũng như bóng tùng mà che phủ chúng sanh vậy đó. Ông về ông độ, còn không có phước thì là ông không có cứu được đó. Cho nên trong giảng thì để là không có nói là ông đi ít lâu ông về, về sau là y vậy, không thay hình đổi xác gì. Thì mình nghe như vậy đó. Thì còn qua cái phần kể như ở trên cái phần cái núi núi Ba Thê. Ba Thê tại sao tôi xuống dưới mà tôi lụm được một cái bài thi, mà cái bài thi đó mà nó lộ cả thiên cơ luôn đó. Lộ thiên cơ là để cho biết bởi tại sao cái nói thiên cơ. Cái lộ ra cái thiên cơ này đó, ông xuống hang đó năm mấy giờ, ông xuống hang Ba Thê ông ở bao lâu? Không, cái đó là đi giếng hai bữa ở đó, hai bữa rồi làm xong mỗi cái chỗ gì một cái bài thi hết. Như núi Chóc, núi Trại, rồi trở về núi Sập, Ba Thê. Đó, cho nên là đi về tới núi Ba Thê đó thì cái chỗ đó đó có Ba Thê sẵn hay là ông làm? Ha, không, cái đó là tự đem dở viết theo làm tại chỗ đó luôn. Tạm tại chỗ đó chứ anh, không anh viết ha. Tự đó là mình viết, cầm bút viết luôn. Bài trên khiến rồi đó là ngồi đó là viết luôn, nghe cái lỗ tai nghe thì bắt đầu viết. Chư thần đọc. Nhét rồi cho nên đó là lúc đó tôi mới nghe. Tôi mới nghe rồi tôi mới là đem bút giấy ra bắt đầu biên. Mà biên hai bữa mới rồi. Bị gì biên rồi đó thì cái bắt đầu cái làm như ổng không nói thêm nữa. Ngưng rồi cái chừng vài tiếng đồng hồ ổng mới nói thêm nữa. Đó, mà ổng nói dài mà từ trên núi Ba Thê mà dẫn về tới núi Ông. Núi Cô Tô rồi trở về núi Ông Cấm. Nói dài về tới là Thứ Sơn. Đó, bởi cho nên là tôi mới cầm viết, tôi mới ghi vào trong sách sổ hết trơn.